Vâng, xin chào các bác nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu lấy về âm ly dàn chung thì có tham khảo cho em nhé. Đây em dọn cửa, em xả giá thanh lý rẻ luôn cho các bác nhé. Đấy, bình thường em đã bán con này của nó là 2 triệu 6, 2 triệu 7. Nhưng bác nào lấy hôm nay em để các bác còn 1 triệu 930 nghìn luôn nhá. Đấy, em xả giá gọi là để em dọn cửa hàng các bạn, chuyển sang cửa hàng mới. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhé. Tranh thủ những lúc mà em đang dọn dẹp cửa hàng như này thì em sẽ xả giá rất là rẻ. Bác nào mà chốt được con gì thì alo luôn cho em, để bên em gửi hàng về tận nhà cho các bác luôn, trao tận tay. Các bác nhận hàng là có quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái nhá. Đấy, em đang bán con này rơi khoảng 2 triệu 6, 2 triệu 7, vì con này nó hàng đẹp các bạn. Đây này, hàng này nó là hàng đẹp nhá, giá 26, 27 này. Đấy, âm ly dàn chung kích thước size 27 các bác nhá. Tuy nhiên thì em dọn cửa hàng các bạn, em chuyển sang một địa điểm mới. Đấy, thì vẫn đang setup thì nói chung là bắt đầu nó xong hoàn chỉnh ngon lành rồi thì em mới đọc địa chỉ rõ ràng để các bác qua trực tiếp. Còn hiện tại thì nó vẫn đang ở địa chỉ 57A Nguyễn Hoàng, cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng 300 m thôi. Đấy, thì bác nào qua trực tiếp mà lấy hay là có thể alo cho bên em thì bên em vẫn gửi hàng tận nhà nhá. Thì con này em xả cho các bác này, Onkyo 911M, sản xuất made in Japan, công suất là 100W. Để các bác con này giá dọn cửa hàng 1 triệu 930 nghìn. Bác nào chốt alo luôn cho em. Hai cầu loa các bác nhé, hai cầu độc lập AV bạt ngàn luôn, có cổng trầm riêng. Bác nào cần cắm trầm thì có trầm riêng. Công suất âm ly đạt 100W các bác nhé. Có chỉnh bát, chỉnh tép rồi gì ạ, cân bằng giữa loa trái và loa phải và chế độ super bát, tức là hỗ trợ giải trầm. Giải trầm các bác nhé, hỗ trợ giải trầm cho giải con bát. Đấy. Bát rồi các bác, kể cả nó trầm nó kém. Đấy, hoặc là bác nào không muốn thêm trầm thì bật cái chế độ super bát này lên. Rất là hay. Ở đây thì nó là cái chế độ đánh direct này. Đấy, đánh processor rồi tông các kiểu này, mình chỉnh 3 chế độ ở đây. Ở đây là volume tổng các bác nhá, đây là chỉnh ngõ đầu vào. Đấy, còn đây là chỉnh ngõ đầu ra. Đây là nguồn. Rồi, bây giờ em sẽ lên nhạc các bác nghe thử. Hàng nguyên bản các bác nhá. Nguyên bản, nguyên zin 100% cho các bác, được chưa ạ? Hàng nguyên zin luôn. Đây, mời các bác nghe thử một đoạn chất không. Đấy, thì vừa rồi là em có test qua cái chất âm của con này.
Hàng thì nguyên zin cho các bác nhé, tức là bên Nhật nó về như nào thì em quay đúng như thế luôn, không hề động chạm, không hề chỉnh sửa, không hề mông má luôn. Đấy, giá xả còn 1.930.000. Bác nào chốt thì alo em nhé. Xin chào các bác.